Công Phượng trở lại trong trận đấu với Sài Gòn FC. Gần một tháng nghỉ thi sau trận đấu gặp SHB Đà Nẵng do chấn thương đầu gối thì mới đây, Công Phượng đã quay trở lại trong buổi tập mới nhất của đội bóng phố núi. Trong buổi chiều qua ngày 3 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng đã có thể tập luyện với cường độ cao, nhiều khả năng tiền đạo này có thể ra sân trong trận đấu tới, thậm chí là đá chính ngay từ đầu. Công Phượng bình phục nhanh hơn dự kiến, các cổ động viên có thể nhìn thấy hai đầu gối của anh không phải băng bó. Sự trở lại của Công Phượng giúp Hoàng Anh Gia Lai tăng thêm sức mạnh đáng kể ở thời điểm này khi họ đang có phong độ cao. Sự vắng mặt của Công Phượng trong thời gian qua khiến nhiều người lo lắng cho hàng tấn công của Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, đội bóng phố núi đã chơi rất tốt khi liên tiếp đánh 3 đội bóng khác để leo lên top 3 trên bảng xếp hạng. Hoàng Anh Gia Lai đã có buổi tập chiều ngày 3 tháng 8 trên sân tập Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho trận đấu với Sài Gòn FC vòng 11 V-League 2022. Sau những chiến thắng liên tiếp, thầy trò huấn luyện viên Kiatisak nhận được sự quan tâm rốt ráo từ các cổ động viên. Trong buổi tập hôm qua, rất nhiều fan đã đến sân để xin chụp hình, xin chữ ký các thần tượng. Chứng kiến cảnh tượng này, một cầu thủ của thành phố Hồ Chí Minh nói vui rằng, đúng là đội bóng quốc dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh Chuyện Gì Thế để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi nhé.